Ok, hello các bác nhá. Chào mừng các bác đến với video nhất của em. Lại là em đây, Vũ Tuấn Anh đến từ đội SMC07. Lâu lắm rồi mới được gặp lại các bác trong một video như thế này. Và ngày hôm nay thì em vẫn nói với các bác về taxi công nghệ thôi. Tuy nhiên đang có một cái app mới em muốn giới thiệu với các bác, đó là ZM Platform. Đây là một nền tảng taxi công nghệ mà do ZM mới phát triển, dành riêng cho các bác xe điện. Riêng xe điện cho các bác nhá. Với một cái mức chia sẻ doanh thu lên đến 80-20. Vâng, mức chia sẻ 80-20 so với em hiện tại thì em đang với mức chia sẻ doanh thu là chỉ có 25 thôi. Em được có 25% thôi thì quả thực là anh em ta có cái để nói đấy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về ZM Platform. Vâng, và video này thì em chỉ có 2 mục thôi các bác ạ. Đầu tiên là chi tiết về chương trình ZM Platform bao gồm những gì. Thứ hai đó là cái cảm nhận của em về chương trình này và chúng ta có nên đăng ký không? Đúng không nào? Rồi, chúng ta lên đường thôi. Đầu tiên thì về đối tượng tham gia của chương trình này thì các bác bắt buộc phải có xe điện. Tại vì đây là một nền tảng taxi công nghệ thuần điện các bác nhé. Thì những cái bác nào ấy mà đang có xe điện rồi ấy, thì các bác có thể tham gia vào với tư cách là gọi là chạy thêm thôi. Các bác có thời gian rảnh và các bác muốn kiếm thêm một đôi chút, hoặc là các bác muốn trải nghiệm rằng cái nghề taxi công nghệ nó làm sao, đúng không? Thì các bác hoàn toàn có thể đăng ký vào. Và nhớ là các bác đổi sang biển vàng nhé. Với cái mức chia sẻ doanh thu là 80% là cái mức cao nhất hiện nay luôn. Các bác có thể tham khảo tất cả các hãng taxi công nghệ bây giờ. 80% là cái mức cao nhất. Rồi, thế thì những các bác nào mà chưa có xe điện thì sao? Đây sẽ là cái chương trình khuyến mãi dành cho các bác. Đầu tiên là các bác có thể vay mua trả góp con xe lên đến 70%. Tức là các bác chỉ việc chi 30% giá trị con xe thôi. Và điều đặc biệt ấy, ở đây thì các bác được cái lãi suất ưu đãi là 5% trong vòng 2 năm đầu. Và nếu như các bác nào ấy mà sử dụng cái gói vay ưu đãi của chương trình ZM này ấy, thì các bác sẽ được cam kết là trong 3 năm 2024, 2025, 2026 các bác đều được chia sẻ doanh thu lên đến 80% nhé. Với một điều kiện, đó là các bác có doanh thu tối thiểu là 26 triệu. Đó là yêu cầu. Ok. Và tiếp theo thì em xin nêu những cái ưu điểm của cái chương trình này dành cho các bác. Điều đầu tiên ấy là các bác được vận doanh chủ động và vô cùng linh hoạt. Tại vì đây là con xe của các bác. Đấy, sẽ không có checklist, sẽ không có đồng phục. Và nếu như các bác muốn chở bố mẹ hoặc là gia đình mình đi đâu ấy thì sẽ không ai kiểm soát các bác. Thời gian vô cùng linh hoạt, không ai alo các bác nếu các bác ngủ muộn. Đúng không? Đấy là cái điểm mà gần như là mình thích nhất luôn ấy. Mình được gọi là tự do. Tại vì trong cái quá trình mình làm ZM taxi ấy thì xe này không phải của mình. Cho nên là sẽ có nhiều cái cơ chế mà mình cũng không thoải mái lắm. Cái ưu điểm thứ hai mà mình muốn nói với các bác ấy, đó là cái tệp khách hàng của ZM Platform. Thì các bác được kết nối trực tiếp với khách hàng của ZM luôn. Tức là ấy, khi mà khách hàng đặt trên ZM này này thì nổ được cuốc cho các bác luôn. Cái điểm tiếp theo mà mình thấy nó rất là hay, đó là các bác được kết nối app trên toàn quốc nhé. Tất cả các bác đang vận doanh ở Hà Nội đúng không? Các bác nổ cuốc bình thường. Các bác về Nam Định, có cuốc về Nam Định thì các bác ở đấy các bác vẫn nổ như bình thường. Thì ví dụ nha, mình đang hình dung nhá, mình đang ở trên Hà Nội này, đến cuối tuần này, ví dụ chở gia đình về Nam Định đi, thì rảnh đúng không? Anh em vẫn mở app ra và nổ cuốc ở dưới Nam Định. Điều đó có thể ấy, các bác nào mà ví dụ mua xe điện để đi xuyên Việt ấy. Đấy. Các bác đang ở gọi là Hà Nội, đi vào Đà Nẵng, các bác vùng biển mà vùng gọi là du lịch. Các bác mở lên và các bác chạy vẫn bình thường. Mình thấy nó rất là thú vị ở một cái điểm đấy. Khả năng là mình sẽ áp dụng cái điều này. Tại vì các bác không cần phải checklist mà, nên các bác gọi là thoải mái rong ruổi trên gọi là toàn quốc và bắt những cuộc khách mà vô cùng thú vị. Rồi, đấy là những cái điểm mạnh mà mình phân tích ở đây. Đầu tiên là chủ động này, rồi tiếp theo đó là khách toàn quốc này, rồi tệp khách chất lượng này, và cái mức chia sẻ doanh thu cực kỳ ok là 80-20. Thì mình nghĩ là không có một cái app nào mà ok hơn thời điểm hiện tại đâu. Thì mình sẽ đi đến phần 2 lớn, đó là cái cảm nghĩ của mình, gọi là cái suy nghĩ của mình và phân tích xem là có nên đăng ký ZM Platform không. Thì thực sự ấy, cá nhân mình cảm nhận thì đây là một cái chương trình
mình không biết nói như nào, nhưng mà đây là một cái tốt nhất hiện nay. Thực sự là đây là một chương trình tốt nhất hiện nay mà các bác có thể nghĩ ra được nếu như các bác theo nghề gọi là taxi công nghệ hoặc là chạy taxi. Mức chia sẻ doanh thu 80-20 nó là cái mức cao nhất hiện nay. Đồng thời cái con VF5 này các bác ạ, em đang đi con VF5 này, nó là một trong những con ngựa chiến gọi là ok nhất bây giờ luôn đấy. Một con ngựa chiến có thể kiếm tiền cho các bác mà với một cái chi phí vận hành vô cùng rẻ. Mình phân tích nhiều rồi, các bác có thể xem lại những video khác. Cái chi phí vận hành của một con ô tô điện này nó vô cùng rẻ. Nó khiến cho cái mức mà thu nhập của các bác ấy nó tăng lên là khá đáng kể đấy. Tiếp theo đó là có nên tham gia chương trình Xanh Anh Em Platform hay không? Thì để mà nói thì có một vài đối tượng này mình nghĩ là nên tham gia này. Đầu tiên nhá, thì các bác có xe rồi và các bác có nhiều thời gian nhàn rỗi, mình nghĩ là các bác nên tham gia để kiếm thêm một vài cái trải nghiệm cũng được, hoặc là kiếm thêm tiền cũng được. Tại vì cái mức chia sẻ doanh thu 80-20 là nó cực kỳ là cao đấy. Mình nghĩ là các bác cầm được về tầm 70 đồng. Nếu các bác chạy 100 đồng thì cầm về được 70 đồng là vô cùng hợp lý. Và cái tip thứ hai mà mình khuyến cáo là các bác nên tham gia ấy, đó là các bác tài. Các bác tài mà chạy full time và các bác muốn gắn bó lâu dài về cái nghề taxi này, mình nghĩ không có một cái cửa nào khác dành cho taxi mà ngon hơn cái cửa này đâu. Thực sự nó ngon từ mức chia sẻ doanh thu này, 80-20 này, rồi sự linh hoạt này. Ví dụ như các bác có tệp khách hàng mà quen thuộc rồi ấy, hay đi tỉnh này, hay đi sân bay này. Thực chất cái này nói nhỏ với các bác nha, ví dụ như em này có tệp khách hàng quen thuộc đúng không, đi sân bay này, đi liên tỉnh này, nhưng xe này xe công ty, và khi mà khách hàng ngồi đến đây ấy, thì em phải chia sẻ với công ty với mức cực kỳ là lớn, em chỉ được tầm 25% thôi và cộng với lương cứng thì nó không tối ưu. Phải nói thực sự là không tối ưu. Nếu như mà mình có một con xe mà có tệp khách hàng quen được rồi như vậy ấy, thì các bác nghĩ được là các bác được ra được rồi được bao nhiêu tiền. Thực sự ấy, đáng nghĩ ấy. Và nếu như các bác chạy Xanh Em Platform đúng không, các bác kết hợp với cái tệp khách hàng quen của các bác, rồi với những cái bác nào mà hay gọi là chở gia đình, vợ gọi là mới sinh đi, hoặc là các bác có con đi, hay đi chơi chủ nhật các thứ ấy, thì nó tạo cho các bác một sự thoải mái và một sự hiệu quả trong cái việc mà hoạt động. Thì trong cái quá trình mà em hoạt động trong Xanh Em Taxi ấy, cũng cảm nhận rõ thực sự là tệp khách chất lượng. Đầu tiên là tệp khách chất lượng á. Tại vì các bác cứ tưởng tượng đi, bây giờ các bác có tiền, các bác có sự lựa chọn, thì tất nhiên là các bác sẽ ưu tiên những gì mà tốt nhất rồi. Đây, xe thì sạch sẽ này, thứ hai là phục vụ tốt, thì tất nhiên là các bác sẽ ưu tiên cái gì tốt nhất rồi, dịch vụ tốt nhất rồi. Cho nên là khi mà các bác chạy taxi này ấy, thì cái tệp khách mà đến với các bác ấy sẽ luôn luôn là gần như là tốt nhất. Bởi cái đấy là mình khẳng định luôn. Và cái thứ hai mà mình thấy gọi là hay ở trong Xanh Em Taxi này, đó là cái môi trường làm việc. Thì anh em gọi là đồng nghiệp vô cùng ok. Ok so với mặt bằng rồi. Mình thực sự ấy, ví dụ dừng xe này, gọi là sạc xe này, anh em gặp nhau gọi là nói chuyện rất là gọi là văn minh. Tại vì bản chất là anh em vào thì được đến Xanh Em ấy, thì các bác cũng qua được bao nhiêu vòng rồi. Đầu tiên là phỏng vấn này, rồi đào tạo này, 3-4 ngày dày dẵng này. Rồi vào đến đây thì thực sự là cái mức thu nhập nó cũng ok đi, cho nên là các bác cũng ít tiêu cực hơn. Cái này thì mình không thể nào mà phủ nhận được. Các bác nào mà trong này ấy, kênh của em cũng có rất nhiều các bác chạy taxi, thì các bác cứ comment xuống bên dưới những ý kiến cá nhân của các bác. Ok, thì trên đây thì mình cũng cung cấp cho các bác một vài các thông tin cơ bản về Xanh Em Platform, cũng như là cái phân tích cảm nhận của mình về chương trình này. Thì nếu như các bác mà có cái suy nghĩ như thế nào về chương trình này thì các bác cứ comment bên dưới nhé, thì chúng ta cùng thảo luận bên dưới. Ok, và bây giờ cũng tầm 11 giờ rồi các bác ạ, khá là muộn. Mình hôm nay mình chạy hơi muộn, và trong trạm sạc thì hình như có mỗi mình ở trong trạm sạc thôi. Úi giời. Thì rất là cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Sắp tới mình rất là mong nếu mà có cơ hội được chạy Xanh Em Platform ấy, và trải nghiệm cũng như là để xem cái mức độ hiệu quả của Xanh Em Platform như thế nào, thì mình sẽ lên một cái clip sau cho anh em, sau quá trình cảm nhận và gọi là hoạt động trong Xanh Em. Ok,
Thôi muộn rồi, mình xin phép dừng video ở đây, và thank you anh em đã theo dõi video của em, và bye bye, hẹn lại anh em vào những video lần sau.